Thưa quý vị, ngày hôm nay các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hàng loạt cây thông cổ thụ ba lá hơn 100 tuổi bị đốn hạ trái phép ngay giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Tại hiện trường, nhiều cây thông dài hơn 20 mét nằm ngổn ngang, có 3 cây thông bị đốt cháy rỗng ruột, có thể đổ ra đường bất cứ lúc nào. Theo hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt, những cây thông này do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý bảo vệ. Tuy nhiên, những người vi phạm đã lợi dụng ngày mưa, đêm tối để đốn hạ thông. Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đang xác minh, phối hợp điều tra xử lý nghiêm những người vi phạm.